Xin chào tất cả các quý khách hàng thân yêu của Hà Nội Computer. Tháng mới đã sang, rất nhiều chương trình khuyến mại lớn cũng đã đến. Hãy cùng tìm hiểu với Hải Thanh trong tháng 11 này có những chương trình khuyến mại hấp dẫn nào đang chờ đón quý vị nhé. Chương trình đầu tiên phải kể đến đó là khuyến mại tăng tốc cùng Predator Elite 2020 khi quý vị mua các sản phẩm laptop gaming Acer tại Hà Nội Computer trong thời gian diễn ra chương trình từ 15 tháng 11 tới 24 tháng 11 2019, quý khách hàng sẽ nhận được ngay một voucher trị giá 500.000 đồng được quyền sử dụng trừ trực tiếp vào giá bán sản phẩm. Quý vị lưu ý là số lượng voucher có hạn nên chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nhé. Có rất nhiều những chương trình khuyến mại diễn ra trong tháng 11 này và sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng là ngày 30 tháng 11. Quý vị hãy lưu ý để không bỏ lỡ những chương trình mà mình quan tâm. Có thể kể đến các chương trình như sau. Đầu tiên phải kể đến chương trình khuyến mãi màn hình LG mua 1 được 3, tặng bộ quà gồm đồng hồ và đèn LED khi mua màn hình LG IPS 75Hz Gaming. Chương trình mua máy chiếu biếu quà khủng, tặng combo bộ trình chiếu lên tới 1 triệu 500 ngàn đồng khi mua các dòng máy chiếu. Chương trình gọi điện liền tay có ngay giá tốt, chỉ cần bạn gọi điện đặt hàng các sản phẩm máy hủy tài liệu sẽ được giảm giá 100.000 đồng vào giá trị đơn hàng. Khuyến mãi siêu to khổng lồ với các sản phẩm máy chấm công giảm ngay 100.000 đồng vào giá sản phẩm, ngoài ra còn được tặng phần mềm chấm công tiếng Việt Mita Pro trọn đời, miễn phí lên đến 10 mét dây mạng và miễn phí công lắp đặt nội thành Hà Nội. Chương trình mua máy đếm tiền nhận ngay tiền mặt, quý khách hàng sẽ nhận được 100.000 đồng khi mua các sản phẩm máy đếm tiền mà có soi tiền giả và 50.000 đồng với các sản phẩm máy đếm tiền thông thường. Chương trình giảm sâu giá sốc, tặng ngay 10 cuộn giấy in hóa đơn khi mua các sản phẩm máy in hóa đơn và tặng 2 cuộn giấy đề can tem nhãn hoặc in mã vạch khi mua các sản phẩm máy in mã vạch. Sau đó, quý khách hàng sẽ được giảm 20% khi mua giấy in cho tất cả các đơn hàng tiếp theo. Chương trình mua sốc giảm sâu khi mua đầu đọc mã vạch, quý khách hàng có thể lựa chọn giữa chương trình giảm ngay 200.000 đồng khi mua đầu đọc mã vạch sang chen hoặc giảm 5% giá trị đầu đọc các loại khi mua cùng máy in hóa đơn hoặc máy in mã vạch. Chương trình máy post bán hàng sẵn sàng bứt phá. Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong hai gói khuyến mại, tặng máy in hóa đơn khổ 80mm và ngăn kéo đựng tiền tự động có chức năng kết nối máy in hóa đơn, hoặc nếu không lấy quà, bạn có thể được giảm 1.500.000 đồng vào giá trị đơn hàng. Tại showroom Hà Nội Computer thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ tại số 520 đường Cách mạng tháng 8 quận 3 sẽ có riêng một số chương trình khuyến mại như sau. Chương trình check-in là có quà. Tất cả các khách hàng đến chụp ảnh đăng bài check-in tại showroom Hà Nội Computer thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được một phần quà như áo mưa, lót chuột, nón bảo hiểm và có cơ hội tham gia bốc thăm may mắn mà không cần phải mua hàng. Chương trình tặng 2 RAM giấy in A4 khi mua máy in laser, in màu, in đa chức năng trị giá 178.000 đồng. Chương trình vệ sinh laptop PC miễn phí, kể cả các sản phẩm không mua tại Hà Nội Computer. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được 100.000 đồng khi mang máy tính đến vệ sinh và nâng cấp SSD bất kỳ. Chương trình tặng phiếu mua hàng khi quý khách hàng có giá trị hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên sẽ nhận được ngay phiếu mua hàng, giá trị tăng dần theo từng phân khúc giá. Tổng giá trị chương trình lên tới 300 triệu đồng. Và cuối cùng là chương trình giảm 10% khi quý khách hàng mua các sản phẩm chuột, bàn phím, tai nghe và lót chuột. Tại showroom Hà Nội Computer thành phố Hải Phòng có địa chỉ tại lô 8A Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền cũng có riêng những chương trình khuyến mại như sau. Chương trình giảm giá laptop, giảm ngay 200.000 đồng khi mua laptop Core i3, giảm 300.000 đồng khi mua laptop Core i5 và giảm 400.000 đồng khi mua laptop Core i7, và chương trình giảm giá 10% gear cũng áp dụng với các sản phẩm chuột, bàn phím, tai nghe và lót chuột. Với những khách hàng là fan của hãng AMD, chúng tôi cũng có một chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho các bạn, đó là lắp PC AMD nhận ngay quà tặng. Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 5 tháng 12 2019, áp dụng với các dòng từ Ryzen 5 3600 tới Ryzen 9 3900X. Chương trình tậu máy đỉnh, thỉnh quà chất diễn ra tới hết ngày 15 tháng 12 2019. Khi khách hàng mua các sản phẩm laptop gaming Lenovo Legion sẽ được tặng ngay bộ quà tặng với tổng giá trị lên tới 3 triệu đồng. Chương trình mua laptop hàng hiệu nhận cốt tiền triệu diễn ra tới hết ngày 18 tháng 12 khi mua laptop Predator sử dụng card GTX Series 2060, 2070, 2080 sẽ nhận được cốt game Call of Duty Modern Warfare trị giá 1 triệu 300 ngàn đồng. Ngoài ra, chúng tôi vẫn còn rất nhiều những chương trình khuyến mại khác luôn được triển khai dài hạn, ví dụ như chương trình tặng quà hoặc giảm tiền theo phân khúc giá khi mua PC lắp ráp, chương trình tặng thẻ nhớ 32GB cho toàn bộ camera IP Wi-Fi, chương trình tặng set quà khủng trị giá 4 triệu 200 ngàn đồng áp dụng với một số mẫu PC gaming, chương trình giảm giá khi thanh toán qua VNPay, nhập code yêu VNPay giảm 10% tối đa 50 ngàn đồng và chương trình ưu đãi dành cho sinh viên khi mua hàng. Và đó là toàn bộ các chương trình ưu đãi hấp dẫn đang có mặt tại hệ thống của Hà Nội Computer trong tháng 11 này. Quả là một tháng đầy ắp những chương trình khuyến mãi mà quý vị không nên bỏ lỡ. Hãy đến ngay với showroom Hà Nội Computer gần bạn nhất nhé. Quý vị có thể truy cập vào website hoặc fanpage của chúng tôi để có thể cập nhật thêm các thông tin chi tiết. Còn bây giờ, Hà Nội Computer xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại.